Trong video ngày hôm nay, mình sẽ gắn random hơn 500 trái quỷ có thể kiếm được trái kitsune nha các bạn. Và liệu mình có random được trái kitsune hay không? Thì mời các bạn xem tiếp video nha. Let's go. Khoan, thì trước khi bắt đầu video á, các bạn có muốn nhận một trái kitsune vĩnh viễn không? Thật sự là một trái kitsune vĩnh viễn mà miễn phí nữa nha. Hoặc các bạn chỉ muốn tìm một nơi để giao lưu trading, săn Cbiz cùng nhau, săn những cái event cùng nhau như là Leviathan Cbiz này kia, hoặc chỉ đơn giản là muốn tìm một cái server VIP để chơi thôi. Thì các bạn hãy vào ngay Discord của mình. Thì trong server này mình cũng hay kiếm những trái quỷ vĩnh viễn, những game bát khá là ngon với lại Robux nữa nha các bạn. Thì điều kiện các bạn làm đó chính là hãy đăng ký cho kênh của mình và like video này là được. Link Discord mình sẽ để trên màn hình hoặc là dưới phần mô tả nha các bạn. Ok, đây chính là tài khoản đầu tiên của chúng ta phải random nha các bạn. Let's go. Tài khoản đầu tiên, trái quỷ đầu tiên và thì thôi, nói chung là do mình không đủ tiền nên chúng ta sẽ quyết định random bằng tài khoản chính của mình luôn, đó chính là tài khoản Trí Dũng đẹp trai. What? What the fuck? Ew, what the fuck? Is that for real? Holy shit. Cái gì ạ? It can't be real though. Cái gì ạ? Tôi random với Mammoth. Oh shit. Damn bro. Yeah, bro. What the fuck? Cái đầu tiên chúng ta trong video ngày hôm nay. Vài cái trường, vài cái trường được chưa? Oh my god, damn bro. Yeah. How the fuck it can be real though? Bro, I can't believe this. Đây có phải là mơ không anh em? Oh shit, this can't be real though. Bro, hên vãi liền luôn. Holy fuck. Bro, mình cái cảm xúc của mình bây giờ đã khá là lẫn lộn các bạn. Mình không hiểu tại sao cái trái đầu tiên của mình nó lại là một trái kiểu như là mythical, các bạn không có nào mà hên vậy được luôn á. Vai cái trường là trái vòi mút đi chứ. Damn bro. Wow, mình hên phải liền luôn các bạn. Đây, nói chung là khởi đầu may mắn của chúng ta. Yes sir. Thì chắc là mình sẽ lấy cái tài khoản này để mình nhặt trái quỷ vòi mút đi ha. Damn bro, let's go. Mình sẽ để đây luôn. Nói chung là tí hôm mấy trái quỷ nào xịn thì mình sẽ ngồi đây để hết. Nhưng mà nếu mà random như này khá là lâu, cho nên là mình quyết định mình sẽ sử dụng những cái tài khoản danh sóc của mình nha các bạn. Ok. Và bây giờ bắt đầu cái hành trình random trái quỷ thôi. Let's go. Oh, what? Damn bro. Ok, trái thứ hai của chúng ta đó chính là trái Gravity các bạn. Trái mythical thứ hai. Let's go. Cũng ngon phết đấy chứ. Oh, Dũng ơi, random được trái đẹp lắm. Vậy vậy vậy. Holy shit. Không lỡ hét cái tao á. Hey no. tôi hét đến mức mà cái Discord nó lọc luôn cái tiếng của tôi. Cái này rồi. Không. Mochi. Ok các bạn, thì hiện tại chúng ta đã lấy được trái bột rồi các bạn, trái mochi. Thấy không bro? Nói chung là hôm nay hai trái đó ngon phết nha. Hai trái khá là ngon rồi đó, nhưng mà mình không cần, tại vì mình cần cái Kitsune. Chắc mấy trái này mình để đây ha các bạn. Tại vì mình sợ một ngày nào đó mà tự nhiên mình bị disconnect á, cái là mấy trái này mất hết luôn. Cho nên thôi cứ để đi ha. Ai mẹ ẻ trái gì cứt mà để ở đây. Cứt để đây. Giờ vô ganh đừng có được chiếc Kitsune nó mới hài nè. Wow. Cứt. Tại sao ông lại để mấy trái quỷ gần nhau vậy? Giờ nhặt cái mẹ luôn. Đôi khi có những thứ bạn nên tưởng mình đã cầm chắc trong tay, nhưng thực ra bạn đang cầm phải một cục cứt. Anh này hài vậy ta. Để về vàng đi. Cứt, cứt đây. Cứt hết. Bro. Mà vậy sao quỷ chẳng thấy đường rồi. Nhảy vô, trời cái này sao ru vô cũng được. Trời, này ai quy mày như sao ghép ghép bô vô ở. Mà sao nó mắc. Ừ, này đau hơn đau nữa. Đau ra nó thế còn rồi. Biết nhảy vô. Hết thời gian để ra luôn rồi. Vậy. À mày dám nhặt trái ác quỷ à? Gì? Nhặt vào chứ, dám vào trái quỷ chứ. Mày trái cùi nhặt được cũng được, cho mày luôn. Ô trái voi này. Trái voi nãy random đầu tiên luôn rồi. Đúng trái đầu tiên random luôn. Ủa thằng kia random trái gì kìa? Trái ma hả? Như cứt random đi em, random đi. Ồ như cứt. Ra trái xe mốc. Ok, cầm cái Kitsune chạy nè, coi nhanh hơn không? Má nhanh ác luôn. Đây, để dí, để dí thử. Ê, nhanh với liền. Ê, ngon với liền luôn á. Cầm cái Kitsune nhặt cái này đúng ác quỷ luôn anh em. Ác quỷ gì? Ác quỷ Free Fire. Ê, cầm này dí nhanh với liền luôn á anh em. Vãi cái trưởng. Nè, đúng nhanh luôn. Bro, holy shit.
Thôi lướt chéo chéo luôn em. Hay quá. Không, trái kiến sư ne là trái nhặt cái đống này ngon nhất luôn rồi. Chứ mấy trái khác nhìn như cứt. Tròn quá ha. Bye bye. Nhưng mà hơi khó điều khiển nha. Rồi ok được rồi. Má cái này còn random hên xui cái nhặt nữa. Ê một lần random 14 cái hay gì? Nên hay là random nhiều cái? 15 cái. Thôi random 14 cái thôi. 600 rác mình phát. Hình như maximum 25 là hình như 100% không bao giờ rác mình hay sao á? Không, vẫn ra. Vẫn ra hả? Rồi. Nhiều khùng rồi anh em ơi. Ở luôn. Em biết sao rồi. Rao mẹ mày. Rồi, hai cái lần 600 rác luôn rồi. Đời, đời những cái buổi. Thôi thử thách gian đùm nhé. Vậy là lần cuối đi bên nhau. Phải đáng thương gặp nó. Đổ mẹ tháp của tao rồi. Ok, đây chính là một đống trái quỷ nãy giờ chúng ta random. Thì hồi nãy có trái mochi nhưng mà mình cho nó đi rồi các bạn. Đấy, còn đi đâu thì mình không biết. Và hiện tại thì trong cái đống này thì có trái mút thì chắc là trái mình tự hào nhất các bạn. Bởi vì đó chính là trái đầu tiên mà chúng ta random ra, cho nên mình khá là tự hào ha. Thì do server khá là lag cho nên mình quyết định là mình sẽ shutdown server và mình sẽ cho mấy trái này đi hết luôn. Tại vì server lag quá thì mình sợ tí hồi á mình bị kích ra khỏi game các bạn. Cho nên là thôi, cái tốt nhất cứ cho mấy trái này vô rương hết đi. Xong rồi tí hồi thì mình sẽ vô lại sau. Ok nha các bạn. Thì mấy trái kia thì mình quyết định mình cho mấy thằng bạn mình các bạn. Và trái này thì mình sẽ bú thôi. Tại vì trái này là trái đầu tiên mình random nha các bạn. Và trái cũng là trái hiếm nhất trong cái đống này nữa. Bú thôi. Ngon. Ok thì bây giờ shutdown server là làm lại cái mới thôi. Let's go. Ui, chú ơi. Gì? Anh đang làm mút nè. Vài đái, hai trái, thấy bằng không? Hey không bro, mình lại có hơn một cái mút nữa các bạn. Oh shit. Hôm nay là video mình kiếm được hai cái mút luôn rồi nhưng mà kích không thèm. Thật ra mình vẫn cần cái Sine hơn. Thôi, bỏ túi đi thôi. What? Hello. 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 Đây là phản ứng ra với Leo Bát. Cút. Leo Bát người ta đó mà. Để Leo Bát rồi các bạn, scout được với Leo Bát rồi. Ngon. Nhưng mà nó không phải cái Sine. Chưa bao giờ mình ra với Leo Bát rồi mình buồn các bạn. Chưa bao giờ mình ra Leo Bát rồi. Chưa bao giờ mình ra Leo Bát mình buồn gì luôn. Thực sự là chỉ cần một chút may mắn thôi chúng ta được cái Sine rồi. Gớt gớt. Thôi để Leo Bát đây đi. Tí hồi mà đi connect cái mất luôn. What? Đã với Leo Bát rồi. What the fuck? Gì vậy? Cái gì vậy? What the fuck? Okay. Rồi, chúng ta tiếp tục ở đây. Mì cứt. À ok, không gì. Mochi. Ôi, mochi kìa. Mới vô xe vào, được 2 trái. Bây giờ khinh thường Mochi, Leopard khinh thường hết. Chỉ có respect một trái Kitsune thôi. Cút. Ôi kia đang đâm Blizzard kìa, quá là quá. Như cút. Chắc mình làm một chê nữa. Ê. Tại sao mọi người lại ghét điều cười của tôi? Điều cười của tôi. Đây nè Dũng ơi, nữa nè. Một trái về rồi. Vãi thiệt. Ở đó, như đó, hết rồi
Rob ra đưa đây, đưa đây. Ba, hai. Nãy giờ là thằng em mình nó vô nó phá mà các bạn, cho nên là cái mic mình nó hơi bị ổn xíu các bạn. Nãy giờ mình không có hát đâu nha. Im nha Vin, không có hát gì nha. Đó. Thằng em mình nó hơi ổn các bạn. Nói chung cái scene cũng rất bình thường các bạn. Thực ra là mình làm video này á thì thật ra là mình muốn cho các bạn truyền tải các bạn nhờ một cái kitsune nó khó ra cỡ nào thôi, đúng không? Chứ thật ra cái này rất là bình thường, rất là dễ ra, cho nên mình phản ứng của mình nó không hề bất ngờ lắm, không? Các bạn phải hiểu như vậy. Pin đừng hét nha Pin ơi. Đó, nói chung là do thằng em mình nó hét chứ không phải là do mình hét các bạn. À quên, ai Pin im nha Pin, không hét vậy. Mà vui. Không bình thường. À nói chung là nói chung là cũng bình thường các bạn, mình thấy nó cũng bình thường thấy không? Đó, cầm cảm giác cầm kitsune như thế nào, cũng bình thường đúng không Quang? Đó, bình thường ghê luôn á, cái gì đâu mà. Cái này nhìn sao nó cứ cùi cùi cái gì á. Nhiều tiền đó, nhiều tiền đó. Nhìn là biết rác rưởi rồi, không ai thèm xài luôn. Thấy không? Oh, ew bro, I don't really like this shit, though you form it. Ew bro. Cái này mình phải gọi nó là một cái trash can các bạn. Nó rất là rác rưởi không? Nha, yeah, bình thường. Thì nói chung cũng khá là vui khi mà mình kết thúc video sớm rồi, chứ không phải là do mình vui, mình ra được một cái xịn đây nha các bạn. Gì? Ê, bánh nữa hả? Ê, thằng bạn mình nó mới lượm dưới đây bánh nữa các bạn. Hold fuck. Cái gì vậy? Ba chiếc Leo Bat, một cái Kisune, hai chiếc Venom đúng không? Với lại một cái Mochi. Oh fuck, what the hell? Má, hôm nay là ngày gì đây anh em? Kinh khủng, chắc mai tận thế quá. Thì nói chung là cuối cùng sau bao nhiêu lâu chúng ta mới ra được một chiếc Kisune rồi các bạn. Nói chung là cũng khá là hạnh phúc. Đấy. Thì để mình test để coi là cái chiếc Kisune này á nó trị giá tầm khoảng bao nhiêu tiền nha. Đây, tôi đây test thử đây anh em ơi. Đây, thấy các bạn, Kisune đây. Bỏ vô nè. Oh shit, cái gì? 8 triệu tiền. Vãi cái trưởng. Bữa nha. Rồi đó Leo Bat rồi. Leo Bat 5 triệu mà cái trái này 8 triệu luôn. Oh fuck, kinh khủng các bạn. Nghe không bro? Tính ra mình cũng may mắn phết đấy chứ. Bây giờ chúng ta được cái Kisune quá mừng rỡ rồi. Ok, cảm ơn các bạn đã xem hết video nha. Tạm biệt các bạn và hẹn các bạn ở những video lần sau nha. Bye bye.